vừa nghe một đoạn nhạc sôi động nha, chút xíu em sẽ test nhạc vàng luôn cho mình tham khảo. Em xin giới thiệu đây là dàn 2.1, model là Magic W50. Dàn này gồm có hai loa sub, cái lỗ thông hơi thì bên hông, và em ghép thêm hai cái loa Sony để làm hai cái loa tiếng. Khi mình không có ghép hai cái loa hai bên này thì chính giữa này nó chỉ là đánh súp thôi, đánh bát thôi, âm ly kim hai súp, bát của nó là 10cm một cái như vậy. Mình sẽ thử lớn volume nghe nhạc vàng luôn nha. Người đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mây gió chẳng lặng loài, hình bóng của người yêu xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ làng. Trên cái 2.1 này thì mình có thể chỉnh được bass, treble, volume, và phía sau thì mình đấu dây lo như sau. Một đầu thì ghim vào lo, một đầu thì mình ghim vào led right trên cái sub kim âm ly này. Nếu nhà mình có những cái lo khác thì mình mua cái bộ này về, mình cứ để lo Sony một bên, mình ghép những cái lo yêu thích của mình vào vẫn được. Chút xíu em sẽ rút dây ra để chỉ có mình ôm cái súp hát cho mình xem được, cho mình cảm nhận được cái độ lực của súp đánh ra nha. Ghép cho dàn mini, ghép cho lo mini hoặc là những cái lo ra xây chung mà bass từ 14 đảo về là lý tưởng nhất. Công suất của súp kim âm ly này là 50W. Hàng Nhật điện 100V, vui lòng đường cắm nhằm 220. Ở đây là cái nút mở nguồn on off. Đây là tổng thể mặt sau. Kích thước thì cái súp kim âm ly này rất là rộng nha. Chiều cao là 22cm, còn chiều ngang cả lo cả súp như vậy là 45cm, sử dụng cho phòng 30-35m² đã về là lý tưởng nhất. Nhà mình có ổn áp hoặc đổi nguồn cứ lấy điện 100V ra sử dụng, hoặc có thể mua cục đổi nguồn bên em. Đổi nguồn bên em có thể sử dụng cho hai dàn mini cùng lúc, một dàn trung, một dàn đại đều sử dụng được đổi nguồn này. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship code thì cọc trước giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, hoặc mình có thể chuyển đủ 100%, em sẽ tặng mình cái jack kết nối điện thoại, tivi, máy tính hai đầu Avera 3.5. Em xin nhắc lại, cái súp kim âm ly này ghép cho tất cả các loại lo được, bass từ 14-15cm đảo về thì mình chỉ cần ghim dây vào là mình sử dụng. Còn cái này là hai cái súp đánh ra, nó kim âm ly và hai súp. Model là Magic W50, hàng Nhật điện 100V. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện, ship code cọc trước 500.000. Bên em bán hàng không bao ship. Bây giờ mình sẽ thử luôn khi mình rút lo ra thì nó sẽ đánh như thế nào nha. Bây giờ em cho lo hát nè. Cái lời là từ hai cái lo Sony này. Bây giờ em sẽ nhỏ volume, em rút cái hai cái lo Sony này ra cho mình thấy được cái súp nó đánh như thế nào nha. Nó chỉ ra cái tiếng súp, tiếng bát, bát chép mình có thể chỉnh được. Cái phần tiếng là do hai cái lo bên đây, còn cái phần súp là do hai cái lo giữa quyết định. Vậy là em đã test xong các chức năng trên cái âm ly kim súp của dàn 2.2CH này. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng cho mình.